Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: người mù có thể dẫn người mù được chăng? Cả hai lại không xa xuống hố ư? Môn đệ không trọng hơn thầy. Nếu môn đệ được giống như thầy thì kể là hoàn hảo rồi. Sao ngươi nhìn cái rác trong mắt anh em, còn cái đà trong chính mắt ngươi lại không thấy? Sao ngươi có thể nói với người anh em, này anh hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh, trong khi chính ngươi không nhìn thấy cái đà trong mắt ngươi? Hỡi kẻ giả hình, hãy lấy cái đà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi bây giờ ngươi sẽ trông rõ để lấy cái rác khỏi mắt anh em ngươi. Không có cây nào tốt mà sinh trái xấu, và ngược lại, cũng không có cây nào xấu mà sinh trái tốt. Thật vậy, cứ xem trái thì biết cây. Người ta không hái được trái vả ở vụ gai, và cũng không hái được trái nho nơi cây dâu đất. Người hiền bởi lòng tích chứa điều lành nên phát xuất sự thiện, và kẻ dữ bởi tích chữ lòng ác nên phát xuất điều ác. Vì lòng đầy thì miệng mới nói ra. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Ở trên cái đền thờ của Hy Lạp có cái câu hãy biết mình, và trong binh pháp của Tôn Tử có câu là biết mình biết người trăm trận trăm thắng. Nhưng thưa quý ông bà anh chị em, biết mình là chuyện không dễ. Dù chẳng ai gần gũi với mình bằng chính bản thân mình, vậy mà tôi vẫn là một bí ẩn đối với tôi. Người ta thích làm những bản trắc nghiệm để biết về chỉ số thông minh, về tâm lý, về tính tình, vân vân. Nhưng để biết mình, chúng ta cần phải làm bản trắc nghiệm một cả cuộc đời mà chưa chắc đã biết được chỉ số của cái tôi ra sao. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói về chuyện nhìn thấy mình, nhận ra mình. Ngài dùng lối nói ngoan ngữ hay là thập xưng để dạy dỗ môn đệ về việc khó nhận ra mình, chính mình. Tôi không thấy cái xà trong mắt mình, nghĩa là không nhận ra nơi tôi một khuyết điểm trọng trọng mà ai ai cũng thấy, chửi chính tôi. Có thể là tôi không thể thấy, hay cũng có thể là tôi không muốn thấy. Nhưng tôi lại thấy cái rác nhỏ trong mắt anh chị em khác. Dường như thấy cái rác nhỏ nơi mắt người khác dễ hơn là thấy cái xà nơi mắt mình. Phải chăng vì đứng gần mình quá nên tôi không thấy rõ? Hay là vì tôi vẫn coi mình là hoàn hảo nên khó chấp nhận những thiếu sót nơi mình? Do đó, để thấy mình, chúng ta cần khiêm tốn, hỏi và lắng nghe người khác. Anh chị em tôi biết về tôi hơn tôi biết tôi. Vậy mà chúng ta vẫn thường nói là hãy để tôi lấy cái rác ở trong mắt anh. Và chúng ta vẫn làm như vậy. Chúng ta luôn hăng hái vội vã giúp người khác sửa mình, đôi khi sửa cả những chuyện chẳng đáng gì. Khi Chúa nói đừng có lại nhìn, hãy lấy cái xà khỏi mắt ngươi và rồi để ngươi nhìn thấy rõ, để mà lấy cái rác nơi mắt người tha nhân, Chúa Giêsu không cấm chúng ta góp ý cho người khác. Nhưng Ngài dặn ta trước hết hãy lấy cái xà khỏi mắt mình đã, để có thể nhìn thấy rõ mà lấy cái rác nơi mắt anh chị em khác. Muốn vậy thì chúng ta cần bao dung hơn với tha nhân và nghiêm khắc hơn với chính mình.
Đừng coi cái xà của mình nhỏ hơn cái rác của anh chị em. Cũng không thổi phồng tội của người khác mà thu nhỏ lỗi của mình. Chúng ta hãy khiêm tốn sửa mình trước khi góp ý cho tha nhân. Rồi Chúa Giêsu cũng còn cho chúng ta những nguyên tắc để nhận định. Ngài đưa ra nguyên tắc thứ nhất là xem quả thì biết cây. Bụi gai không sinh trái vả, bụi rậm không sinh trái nho. Nhìn hậu quả ta biết được nguồn gốc và nguyên nhân. Cho đó để khỏi bị lừa, chúng ta hãy để ý đến hậu quả cuối cùng. Quả tốt do cây tốt, quả xấu do cây xấu. Nhưng lắm khi ma quỷ giả dạng thiên thần sáng láng để lừa phỉnh dụ dỗ, cho ta trái thơm ngon, giống như là bà Eva trong vườn địa đàng xưa vậy. Nhưng cuối cùng trái ngon lại là trái độc. Cho đó chúng ta cần có một thời gian lâu dài và theo dõi kỹ lưỡng, chúng ta mới thấy ma quỷ lòi cái đuôi xấu xa của nó ra. Vì thức lâu mới biết đêm dài, ở lâu mới biết lòng người nông sâu. Và nguyên tắc thứ hai là lòng có đầy thì miệng mới nói ra. Lời nói là hoa quả của lòng dạ con người. Những lời giả dối thì sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ. Nhưng nếu chúng ta được Chúa biến đổi cái tâm của mình thì có lẽ toàn bộ đời sống bên ngoài của ta cũng sẽ thay đổi. Nhưng đôi khi đổi cái bên ngoài cũng ảnh hưởng đến cái bên trong. Do đó chúng ta cần tập ăn nói chân thực, khiêm nhu, nhã nhặn, vì nó cũng có thể giúp chúng ta sửa đổi được tâm tính hay đãi bôi, nói dạy mà không chảy dạy, hay nói một đàng mà làm một đảo. Lạy Chúa, nhân vô tập thập toàn, đã là người thì ai cũng có những sai lỗi và khuyết điểm. Đứng trước những khuyết điểm của người khác, xin Chúa cho chúng con biết cảm thông và tha thứ như Chúa đã từng cảm thông và tha thứ cho chúng con cũng như cho những kẻ tội lỗi. Còn đứng trước những sai lỗi của bản thân, xin Chúa giúp chúng con biết nhận lỗi, xin lỗi và nhất là sửa lỗi, để nhờ đó chúng con thăng tiến bản thân, đổi mới cuộc đời và luôn làm đẹp lòng Chúa. Amen.